Bắt đầu từ năm nay trở đi, các ngân hàng sẽ tăng tốc đầu tư cho công nghệ và cơ sở hạ tầng. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia công nghệ ngành ngân hàng đưa ra tại Diễn đàn Ngân hàng Đông Nam Á năm 2014 do IDG tổ chức mới diễn ra sáng nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhận định của giới chuyên gia ngân hàng, tác động của công nghệ đối với lợi nhuận ngân hàng là rất rõ ràng. Khảo sát của hãng tư vấn McKinsey cho thấy, xét về tổng thể thì tác động tích cực lên lợi nhuận ngân hàng khi ứng dụng công nghệ số vẫn lớn hơn thách thức và rủi ro có thể gặp phải. Đó cũng chính là lý do mà các nhà cung cấp thiết bị cao cấp cho ngành ngân hàng khá tự tin vào tiềm năng của thị trường ngân hàng Việt Nam. Thành thực mà nói, những thiết bị của chúng tôi tất nhiên là không rẻ lắm, nhưng đắt sắt ra miếng. Những thiết bị này được đảm bảo sẽ hoạt động với công suất tốt nhất so với giá tiền bỏ ra để lắp đặt. Đó là lý do vì sao chúng tôi tin rằng các ngân hàng tại Việt Nam vẫn sẽ không tiếc tiền để đầu tư cho các thiết bị và công nghệ kỹ thuật cao. Như vậy, sau nhiều năm có mặt tại Việt Nam, dịch vụ Internet Banking có thể sắp chứng kiến đợt chạy đua về tiện ích giữa các ngân hàng, thay vì chỉ có những dịch vụ sơ khai từ cả chục năm qua như nạp tiền, chuyển khoản và thanh toán hóa đơn. Thực ra là các ngân hàng Việt Nam đầu tư chưa được nhiều cho mảng này. Thế cho nên là như chị vừa nói thì là những cái tiện ích nó rất là kém. Thì tôi nghĩ là trong một vài năm tới thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái sản phẩm nó sẽ khác hẳn. Và ví dụ như ở VIB chúng tôi năm sau chúng sẽ cho ra đời cái sản phẩm là mobile app, tức là ứng dụng trên điện thoại di động. Thì nó sẽ có rất nhiều cái tiện ích. Và nó chung quy là về sau khi mà sử dụng cái mobile app có thể làm bất cứ một giao dịch gì. Chúng ta có thể chuyển tiền cho người khác qua Facebook hay là chuyển tiền cho chính chúng ta. Chúng ta có thể trả tiền TV, trả tiền điện hay là chúng ta có thể gửi tiền deposit hay là chúng ta có thể vay những khoản vay consumer lending. Khảo sát về ngân hàng bán lẻ toàn cầu của Ernst & Young năm 2014 cũng cho thấy Việt Nam đang là miền đất hứa cho các ngân hàng khi có đến hơn 75% người dân chưa từng sử dụng dịch vụ ngân hàng.